hay là người ta nói là rối loạn tiền túi, hay là rối loạn triều đình. Đây là những cái thuật ngữ hết sức là gọi là gợi cảm, gọi là feeling, những cái thuật ngữ mà mình nghe mình cảm thấy rất là hấp dẫn. Thế thì rối loạn tiền túi, rối loạn tiền đình, hay là rối loạn triều đình, các bạn nói như thế nào thì nó cũng được, bởi vì cả ba cái đó cái nào cũng có thể gây mình say sẩm trong mặt hết á. Do đó đó, các bạn nhớ là chóng mặt á, là có thể làm bạn dễ chịu được không? Tôi hỏi, bây giờ tôi hỏi đây, nếu mà các bạn bị chóng mặt, các bạn có cảm thấy dễ chịu không? Không ai dễ chịu với cái chóng mặt mình hết. Muốn làm cái gì làm cũng không được, đi đâu cũng không dám đi, sợ té. Do đó đó là chóng mặt là một trong những cái vấn đề. Tuy là nó nhẹ, tuy là nó nhẹ và nó có thể thỉnh thoảng xảy ra, nhưng mà nó sẽ làm cho người ta rất là khó chịu, bởi vì nó gián đoạn cái sinh hoạt bình thường của chúng ta. Và đặc biệt nhất là chóng mặt, người ta hay hiểu nhầm, không là biết là bệnh chóng mặt hay là triệu chứng chóng mặt. Bởi vì chóng mặt nó cũng là triệu chứng của rất là nhiều những cái bệnh lý khác nữa, nằm ở phía sau của triệu chứng chóng mặt. Có thể là tăng huyết áp nè, có thể là sốc tai biến, dọa tai biến, mạch máu não nè, có thể là bị mất ngủ nè, có thể là căng thẳng stress, đó là biểu hiện hiện ra nè, có thể là bị trầm cảm nè, một cái dạng của tâm thần phân liệt nè, hay là chóng mặt là một cái bệnh lý của thiếu máu, của xoang, vân vân, rất là nhiều thứ như vậy. Do đó mình xác định lại chóng mặt là một triệu chứng. Như vậy thì đã gọi là hội chứng rối loạn tiền đình, có nghĩa là phải có nhiều những cái triệu chứng như vậy nữa. Vậy thì mình xem coi hội chứng rối loạn tiền đình là gì. Hội chứng rối loạn tiền đình là một cái bệnh lý mà càng ngày càng trẻ, có khuynh hướng trẻ hóa và càng ngày có tần số dân số mắc cao lên. Thậm chí đó là người ta thống kê ở độ tuổi 40, khi làm một cái mẫu nghiên cứu lớn thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ này là chiếm khoảng 35%, có nghĩa là cứ khoảng 10 người là sẽ có 4 người đã từng chóng mặt nhẹ đến nặng, và đến có thể xảy ra những cái biến cố nguy hiểm ở trong cuộc sống. Và nếu mà mình không điều chỉnh thì cái con số này nó càng ngày càng tăng lên. Nhưng mà điều chỉnh thì nhẹ hay là lâu hay là mau bị thì rất là mau, nhưng mà điều chỉnh thì rất là lâu. Do đó là mình cần phải ngay từ khi xuất hiện đầu tiên mình bị rối loạn tiền đình thì mình phải điều chỉnh ngay, hoặc là đi thăm khám những cái nguyên nhân ngay để cho chúng ta phòng ngừa. Thế thì tiền đình nó nằm ở đâu? Tiền đình nó giống như cái chiếc xe tay ga, chiếc xe Honda của chúng ta đó. Chiếc xe của chúng ta thì sẽ có rất là nhiều bộ phận ở trong cái đầu máy, đặc biệt nhất đó là cái hộp số. Thì cái hộp số là để điều chỉnh về cái thăng bằng của cái chiếc xe của chúng ta. Thì người ta cũng vậy, có một cái bộ, có một cái hộp số, trong não mình cũng có một cái hộp số đó. Nhưng mà cái hộp số này nó thì nó không phải là tên là hộp số, mà nó sẽ là tên là cái tiền đình. Tiền đình là một cái bộ phận nó nằm ở phía sau của cái ốc tai của chúng ta. Đây là ốc tai, thì tai giữa, tai sau nó sẽ có ba cái vành khuyên, ba cái vành khuyên hình vòng tròn như vậy. Nó giống như là một cái cọng. Đây nó giống như một cái cọng tròn như vậy, và nó có ba cái cọng như vậy ở phía sau ốc tai của chúng ta. Và ở trong đây thì nó là chứa nước. Ở trong những cái ống ốc tai này, nó giống như con ốc đúng không ạ? Và trong cái con ốc này thì nó có chứa nước, nó là cái ống và nó chứa nước. Trong cái nước này thì nó chứa những cái hạt. Đây là mình cứ nói như là những cái hạt bi, hạt sỏi đi. Mình giả tưởng như vậy đi cho mọi người dễ nhớ ha. Thì ở trong đó nó có những cái hạt. Và khi mà chúng ta thay đổi cái tư thế, hoặc là chúng ta nằm, hoặc là chúng ta ngồi, thì khi mà chúng ta thay đổi tư thế thì cái áp lực nước ở trong cái ốc tai này nó sẽ chạy về phía trước, chạy về phía sau. Tương tự như vậy thì những cái sỏi đó sẽ chạy lên hay là chạy xuống, và từ cái chạy đó nó giúp cho chúng ta thăng bằng được ở trong cái mặt phẳng 3D, mặt phẳng 4D mà chúng ta đang sống ở thực tế ở đây. Nói tới cái điều này thì người ta đang nghi ngờ, đang lầm tưởng với một cái khác nữa, đó là thiếu máu não. Thiếu máu não có hay là suy cái tĩnh mạch não, suy cái động mạch não, suy cái tuần hoàn não, lại là một cái bệnh lý mà nó cũng có chóng mặt và cũng gây nên cái hiện tượng lão đảo, cũng gây lên cái
Nhưng cái cơ chế của nó khác, đó là gì? Là khi mà đa, mạch máu não nó nằm lâu ngày ở trong cái hộp sọ chúng ta, thành ra nó rất là mỏng manh, nó không có cái trương lực giống như là mạch máu ở tay, ở chân mà chúng ta vận động nhiều. À, em nói giùm người đó nói chuyện cho nhỏ. À, thì khi mà mạch máu mà mình nắm ở lỗ tai, ở tai nè, thì nó sẽ nổi lên rất là rõ, nhưng mà mình buông ra thì nó lặn đi. Khi mình nắm lại thì nó trương lên rất là rõ. Nhưng mà mạch máu máu nằm ở trong sọ, khi mà mạch máu nằm ở trong sọ thì nó sẽ nằm trong một cái hộp sọ cứng, do đó nó không quen về vấn đề căng nở quá, mà nó không quen về vấn đề xẹp quá. Nên khi mà huyết áp chúng ta tăng lên quá 14 hoặc là huyết áp chúng ta tụt dưới 80 mm thiện hơn, gọi là trên 14.8 hoặc là dưới 80-60 đó, vân vân, thì ở hai cái trạng thái huyết áp đó thì não nó không còn, mạch máu não nó không còn cân bằng nữa. Và như vậy thì đáng lẽ là nó phải nở ra, khi 14 nó phải nở ra thì nó lại nở quá mức. Khi mà 8 đáng lẽ nó xẹp vừa vừa thôi thì nó lại xẹp quá mức, nó làm tụt luôn. Thành ra là tình trạng cung cấp máu ở máu não vào những cái thời điểm đó nó bị thay đổi. Khi mà nó bị thay đổi như vậy, nó làm cho người ta thiếu máu não và loạn trạng. Một cái tình huống thứ ba đó là nó giống như là kết hợp giữa tiền đình, ốc tai với lại mạch máu não. Đối với những người thiếu máu chẳng hạn, đối với những người suy nhược cơ thể mà lại có những vấn đề khác về xoang chẳng hạn, thì hai cái triệu chứng này nó sẽ kết hợp lại với nhau. Khi nó kết hợp lại với nhau thì sao ạ? Đáng lẽ là khi mà chúng ta nằm xuống thì mạch máu nó phải giãn ra để cho nó dồn máu về não, thì nó lại không giãn ra kịp. Khi chúng ta đứng lên thì mạch máu khuynh hướng nó co lại để nó bơm máu lên não đủ, thì nó lại không bơm máu lên não, không co lại kịp để nó bơm máu lên não kịp. Do đó là khi mình đứng lên thì mình thiếu máu, hụt máu về não, khi nằm xuống thì máu dồn về não quá mức. Cả hai cái này thì cũng làm cho mình không có điều chỉnh về mạch máu ở trong não mình được hết. Do đó đó là rối loạn tiền đình. Có phải là bây giờ mình nói ra nó thành phức tạp đúng không ạ? Mình không biết lúc nào là não, lúc nào là máu, lúc nào là do sự suy yếu của mạch máu, mà lúc nào là do vấn đề của ốc tai tiền đình. Do đó thì mình gặp chung lại, và ngày hôm nay mình đi sâu hơn một tí xíu về cái rối loạn tiền đình. Còn một ngày khác thì mình sẽ nói tiếp tục với mọi người về chuyên đề về rối loạn tuần hoàn não, để cho các bạn chăm sóc cái tuần hoàn não nó tốt hơn. Thì bây giờ mình nói về cái giải phẫu của tiền đình rồi ha, là tiền đình là nó nằm ở phía sau của ốc tai ha, và nó duy trì cái tư thế cân bằng cho cơ thể, duy trì và cái dáng hình dáng bộ của cơ thể chúng ta, nhất là cử động của đầu và cái thân mình. Nên á, nhiều khi á, mình ngồi, đang ngồi như thế này nhá, mình lắc đầu qua lại, mình xoay đầu qua lại, nó bị chóng mặt. Cái đó là tiền đình, cái đó là tiền đình. Còn nằm xuống đứng lên mà có chóng mặt thì mình nghi ngờ thêm cái não, nghi ngờ thêm cái mạch máu não ha các bạn ha. Thì bây giờ mình nói một tí xíu là cái gì liên quan tới cái tiền đình này. Cái tiền đình này á, là nó liên quan tới dây thần kinh số 8. Đây là một cái dây thần kinh sọ, thì nó sẽ đi ra từ cái tiền đình. Do đó là những cái dẫn truyền về thăng bằng, về tư thế thì do dây thần kinh số 8 nó quyết định. Nên khi mà có suy yếu về tiền đình hay là suy yếu về tuần hoàn não thì dây thần kinh số 8 ít nhiều nó cũng bị ảnh hưởng. Rồi, vậy thì bây giờ mình làm sao để mình phát hiện ra những vấn đề của một cái người mà rối loạn tiền đình? Thì mình đi đâu, mình làm gì, mình đi tìm cái gì, triệu chứng gì để mình biết được mà mình tiến tới mình điều trị hay là phòng ngừa? Thì về mặt lâm sàng á thì về cái rối loạn tiền đình, đầu tiên là nó cũng có thể là chóng mặt là nhẹ nhất nè, cái đó là mình có thể lảo đảo, cái đó là mình có thể tê bì tay chân, hoặc là xa hơn nữa thì có run rẩy, run yếu, lẩy bẩy, và người ta có làm một số cái triệu chứng như là khi mà thay đổi, cho bệnh nhân thay đổi tư thế thì chóng mặt nó sẽ tăng lên. Khi mà mình cho bệnh nhân nằm xuống xong rồi bất thình lình đỡ ngồi dậy thì người ta sẽ chóng mặt tăng lên, hoặc là người ta làm cái nghiệm pháp gọi là clonus, có nghĩa là xoay đầu qua lại và liên tục, người ta sẽ quay camera để người ta xem giữa cái nhãn cầu với lại cái đầu. Thì khi mà xoay cái nhãn cầu, chúng ta xoay qua đây nhưng mà con mắt nó lại bị nhãn cầu nó vẫn còn nằm ở phía bên góc này, và khi chúng ta xoay ngược qua đây thì con nhãn cầu nó lại nằm phía bên góc này. Đáng lẽ là mình xoay đầu thì cái nhãn cầu mình nó phải chạy theo, xoay qua đây thì nhãn cầu nó phải chạy theo,
Nhưng mà khi mình xoay qua bên đây mà nhãn cầu nó lại nằm phía bên đây, à, nó gọi là dấu hiệu Cronos hay là rung giật nhãn cầu, à, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà rất dễ biết. Tại vì mình chỉ cần cho họ nằm hoặc là họ ngồi liên tục xoay qua xoay lại, xoay qua xoay lại như này, và mình quan sát mỗi cái nhãn cầu của họ thôi, à, thì khi mình quan sát cái nhãn cầu mình cũng có thể đoán được phần nào. Đó là cái dấu hiệu thứ nhất. Dấu hiệu thứ hai mà của rất là thiền định là chúng ta hãy cho người bệnh đứng dậy, đứng ở trên mặt một khoảng thẳng nha. Thì nó làm hai cái vấn đề là đi nối bước, à, ví dụ như là cái chân bên trái, à, tôi đứng lên nơi mà cậu không thấy được luôn, thì nó là hai cái chân nhá, hai cái chân tôi đang đứng ở trên một cái mặt phẳng, và một cái chân tôi bước lên, ha, bước lên xong cái gót chân, cái mũi, cái gót chân sau tôi sẽ bước lên cái đứng ở trên cái mũi chân của cái chân mà tôi đã bước trước, và tôi cứ liên tục, à, đầu cái gót của chân này thì chạm vào cái mũi của cái bàn chân kia, và tôi đi lên liên tục như vậy đó. Bảo đảm với các anh chị là đi chừng khoảng 10 bước, 5 bước, 10 bước là những cái người rối loạn tiền đình sẽ bị té, do bị rối loạn tiền đình, do chóng mặt, và họ không điều chỉnh được cái thăng bằng đó. Giống như là người ta sẽ đi trên một cái cọng dây á, à, giống như những người diễn viên xiếc mà ta đi trên một cái cọng dây căng ở trên mặt chân không hay mặt nước á, à, thì cái người này lại đi trên mặt đất liền. Rồi còn rất là nhiều những cái nghiệm pháp khác mà mình có thể giúp phát hiện tiền đình nữa. À, hồi nãy mình nói là dấu hiệu xây xây đầu này liên tục để xem rung giật nhãn cầu nè, rồi dấu hiệu loạn choạng, dấu hiệu bước chân của chúng ta nè, rồi nystagmus, à, trước khi chúng ta xây đầu đảo lộn đầu thì bệnh nhân sẽ không chịu được, không chịu nổi được. Rồi về mặt thị giác thì sao ạ? Thị giác thì cái người này cũng có thể giảm thị giác, rối loạn thị giác. Ví dụ như là những người này bị glaucoma, tức là bị còm khô hay là còm ướt á, thì họ đều có liên quan tới cái này hết. Ví dụ bị cao huyết áp thì thường là còm khô nhiều hơn là còm ướt. À, nhưng mà cũng có trường hợp còm ướt có nghĩa là gọi là tăng nhãn áp á, thì nó cũng thể làm cho những cái người này bị giảm thính lực tạm thời thoáng qua hoặc là giảm thính lực vĩnh viễn luôn. Rồi rối loạn thị giác, à, xong rồi thì rối loạn thính giác, ví dụ là ù tai, cái người này sẽ bị ù tai. À, tôi nhớ là mẹ tôi ngày xưa sinh em tôi xong á, là mẹ tôi bị lãng tai suốt luôn. À, sau này em tôi 30-40 tuổi mẹ tôi vẫn không hết lãng tai. Thì cái này là thường thường sau trong cái quá trình sanh ấy, à, cái lượng máu nó mất nhiều lên, băng huyết nhiều lên, thành ra đó là người phụ nữ cũng có thể là bị sụt giảm máu ở trên não đột ngột, và nó cũng có thể gây lên cái chứng này luôn, sơ hóa não hoặc là vân vân. Mình nói rất là chi li, nhưng mà mình đại loại mình nói là càng nói thì mình càng thấy thương mẹ mình, càng thấy thương những người phụ nữ xung quanh mình, bởi vì họ chịu đựng rất là nhiều, trong đó cái vấn đề về mất máu hàng tháng đó là một trong những vấn đề mà rất là nguy hiểm mà chúng ta cần phải có bù máu, bù sắt, bù acid folic để mà bồi dưỡng lại sau những cái biến cố về sức khỏe, ví dụ kinh nguyệt hay là những cái vấn đề khác. Rồi những cái người này sẽ sợ độ cao, bởi vì họ chóng mặt nên chắc chắn là họ không và đi đâu thì họ cũng có cái bức tường. Ở trong nhà vệ sinh đó thì phải có những cái thanh dịnh, tay dịnh, những cái đường đi chính ở trong nhà, từ phòng tới nhà vệ sinh tới phòng khách thì phải có những cái tay dịnh. Rồi sau này thì người này sẽ những cái cảm giác khác như sợ lạnh này, hoặc là ớn lạnh, rồi những người này là sẽ đau ở vai cổ, thường là do hẹp, bây giờ thoái hóa cột sống cổ thì hẹp những cái đốt sống thần kinh ở cổ á, thì sẽ làm đau vai cổ và cũng gây rối loạn tiền đình, và đây cũng là một trong những cái nguyên nhân khá là phổ biến. Rồi đặc biệt là những người này triệu chứng chóng mặt, đi đâu cũng sợ, làm gì cũng sợ. Riết rồi mình nghĩ là mọi người này có bình thường không, mà không bình thường. Do đó tâm lý, trạng thái lo âu, stress, căng thẳng của họ, stress có thể gây ra mất ngủ, mất ngủ có thể gây ra rối loạn tiền đình, rối loạn tiền đình có thể gây ra rối loạn tiền đình, rối loạn tiền đình có thể gây ra mất ngủ, nó thành một cái dòng xoắn bệnh lý. Cái này tăng nó kéo theo cái khác, càng ngày càng tăng lên. Rồi về cận lâm sàng thì để chẩn đoán cho cái bệnh rối loạn tiền đình thì người ta có thể làm được một số cái đa khoa hoặc là chuyên khoa. Đa khoa dễ nhất, kiểm tra dùm tôi cái x-quang xoang, xem coi là cái xoang có bị viêm hay không. Nếu xoang bị viêm là cái vùng lân cận
định đóng tai rồi nè. À, viêm tai giữa có hay không? À, mình phải khám tai mũi họng ha. Cái thứ hai nữa là mình làm xét nghiệm mỡ máu, xem mỡ máu có cao hay không, hay là có bị thiếu máu hay không. Rồi mình có thể làm cái ENG hay là ENG đó các bạn, gọi là một cái điện kế rung giật nhãn cầu. À, cái này hay là chúng ta có thể làm xa hơn một tí, chúng ta có thể làm điện não đồ. Đó. Nhưng mà cái khám thăm khám bình thường nhất là phải đo huyết áp để xem con người này có tăng huyết áp hay là tụt huyết áp hay không, liên quan tới cái tuần hoàn của não bộ của chúng ta hay không. Rồi khi mà chúng ta chụp x-quang cột sống cổ xem coi là có bị hẹp những cái gai cột sống hay là những cái mắt đốt sống cổ hay không. Đó là một số cái xét nghiệm cơ bản để mà làm. Nhưng mà xét nghiệm chuyên khoa thì chúng ta có thể làm đo âm ốc tai nè, người ta làm cái x-quang song sàng nè. À, rồi người ta còn bên kia lĩnh vực tai mũi họng thì người ta còn làm rất là nhiều những biện pháp khác. Bây giờ mình nói về lâm sàng rồi, mình nói về cận lâm sàng để chẩn đoán rồi. Vậy thì bây giờ mình xác định lại khi nào thì chúng ta nói đây là một triệu chứng rối loạn tiền đình. Để cho nó xác định một bệnh nhân rối loạn tiền đình thì điều đầu tiên thứ nhất là chúng ta phải thăm dò về cái bệnh sử, người này có bị stress hay không, có bị cao áp hay không, có bị viêm son hay không, viêm tai hay không, viêm cứng cột sống cổ hay không, đau bả vai, đau cột sống cổ thừa mãn tính hay không. Rồi sau đó thì chúng ta thăm khám thì chúng ta sẽ thấy được một số cái triệu chứng lâm sàng, ví dụ như là chóng mặt nè, loạn trọn nè, khi thay đổi tư thế mất cân bằng nè. Rồi chúng ta sẽ thấy là về được tuổi tác này lớn hay là nhỏ. Thường là quá trình lão hóa nó sẽ là quá nhiều thứ lắm, trong đó có cái vấn đề về tiền đình ốc tai. Do đó là mức độ tuổi tác càng lớn thì tỷ lệ tương lượng bệnh khỏi nó càng ít. À, có nghĩa là người trẻ thì dễ điều chỉnh hơn, nhưng mà người trẻ ngày nay á, thì lại xài vi tính, xài điện thoại nhiều hơn, thành ra là mất ngủ nhiều hơn, thành ra là căng con mắt nhiều hơn, và người trẻ cũng có thể bị rối loạn tiền đình và khó điều trị. Chứ không phải là nói về mặt tuổi tác mà còn tính chất công việc, tính chất nghề nghiệp ha. Rồi tiền sử chóng mặt này kéo dài bao lâu kéo, có một cơn là bao lâu. À, rồi cái công việc nghề nghiệp người đó đang làm là gì. À, nhiều người á là cứ phải là ngồi mai thì phải khum xuống, hoặc là đánh máy vi tính, ngồi cứ liên tục đánh máy vi tính và khum xuống, riết cái cột sống cổ nó sẽ bị thoái quá, và ngồi yên một chỗ như vậy thì cái cột sống cổ nó sẽ cơ phía sau, cột sống cổ nó sẽ cứng. Khi mà cơ cột sống cổ phía sau nó cứng thì nó gây thoái quá nhanh hơn, và khi đó chúng ta đứng dậy chúng ta loạn trọn. À, một phần nữa là khi mà chúng ta ngồi lâu ở một cái tư thế như vậy, chúng ta thay đổi tư thế thì mạch máu não nó quen với cái trạng thái đó. Ví dụ như bình thường là cái mạch máu não chúng ta, hoặc là mạch máu ở khuỷu chân, mạch máu ở thắt lưng của chúng ta, nó quen được chịu được cái tư thế là 10 phút thì chúng ta phải thay đổi. Mà bây giờ chúng ta ngồi trong một cái ca làm việc nó là 45 phút, là 1 tiếng, là 2 tiếng đồng hồ chúng ta mới thay đổi. Cho nên khi mà chúng ta đứng lên là tê buốt tay chân, máu nó chạy còn không được, lấy đâu mà chúng ta không bị rối loạn. À, do đó là cái áp lực máu nó sẽ thay đổi, và khi mà nó mất điều chỉnh rồi thì chúng ta điều chỉnh là rất là khó các bạn ha. Rồi khi mà chẩn đoán xác định là như vậy rồi thì bệnh nhân này là rối loạn tiền đình, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải phân biệt với một số cái khác nữa là về lao não có hay không, suy nhược cơ thể có hay không, thiểu năng tuần hoàn cực não có hay không. Bởi vì nếu mà có những cái này thì chúng ta phải điều chỉnh những cái này. Khi mà chúng ta điều chỉnh những cái này thì cái bệnh lý về chóng mặt của chúng ta nó mới hết được. Cái thứ hai đó là mình coi một số cái nguyên nhân, mình tìm những cái nguyên nhân. Bởi vì bệnh gì cho thuốc gì thì thường là bác sĩ sẽ cho trị triệu chứng, mà đã trị triệu chứng thì hết thuốc thì triệu chứng nó tái lại. Nhưng mà khi mà tìm ra được nguyên nhân, điều chỉnh cái nguyên nhân, tự động cái triệu chứng nó biến mất. Và bác sĩ mà điều trị được cái nguyên nhân, y khoa mà khám tới cái nguyên nhân thì cái đó mới là y khoa siêu đẳng. Và nguyên nhân của rối loạn tiền đình thường là gì à? Một mình phải kể đến là tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, stress. Đó là mình nói về những yếu tố thần kinh, đặc biệt là dây thần kinh số 8 các bạn ha. Thứ hai là thiếu máu, tức là tụt huyết áp. Thì tụt huyết áp, viêm tai giữa, mỡ máu cao. Thứ ba nữa đó là chấn thương đầu có hay không. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới về vấn đề điều trị sơ sơ một tí. Điều trị của cái rối loạn tiền đình thực ra thì nó phải phối hợp nhiều cái phương pháp lại với nhau. Về cái phương pháp mà không dùng thuốc
Thứ nhất đó là mình phải cải thiện cái tuần hoàn não bằng cách nào? Bằng cách là mình một số người á, một số bà mẹ áp tay như thế này, áp lên, đó, áp lên. Và khi mà áp lên thì chúng ta sẽ xoa bóp, chúng ta sẽ xoa bóp nắng những cái vùng mà chúng ta đau xung quanh đó, những cái vùng tay này. Nãy tôi thấy có Diamond Mậu Dũng xuất hiện trong cái chương trình này. Anh có một cái chương trình Mentor Body rất là hay. Tôi nghĩ là các bạn có thể ở Hà Nội các bạn cũng có thể luyện tập cùng với đội nhóm của anh. Rất là hay cái chương trình này, làm cho cái chúng ta thay đổi giống như là vật lý trị liệu á. Đây là những cái mà rất là tốt cho cái rối loạn tiền đình của chúng ta, làm cho cơ thể nâng dần cái sức đề kháng lên, nâng dần cái sức chịu đựng lên và giảm đi những cái lượng mỡ thừa, gọi là đốt mỡ để trị bệnh đó. Hoặc là chúng ta sẽ vật lý trị liệu còn một cách nữa là chúng ta còn ngâm chân, ngâm chân vào nước nóng mỗi 20 phút vân vân, để cho nó điều hòa thần kinh, nó điều hòa mạch máu, nó điều hòa các cái hạch, ở đặc biệt là hạch dụng chân của chúng ta. Một số bệnh nhân mà dùng thuốc giảm đau mãn tính thì tôi cũng nói nha, những người mà dùng thuốc giảm đau mãn tính thường là có gốc gây nghiện, ví dụ là codein, hay là những ức chế những cái synapse thần kinh, ví dụ như là gốc gabapentin. Những cái viên này thì ngày nay tôi thấy là chỉ định khá là nhiều trong những cái toa thuốc giảm đau. Thì nên nhớ rằng những cái thuốc này nó ảnh hưởng lên trực tiếp lên dây thần kinh, nó làm cho cái dây thần kinh chúng ta mất cái độ nhạy cảm đi, do đó đó là làm cho thần kinh chúng ta tê liệt đi, mạng kém quá khó xem. Chắc mình cũng phải chịu khó tí xíu, có những đoạn nào không ấy thì mình xem lại. Không biết là tôi có nói nhanh quá không, mọi người có nghe tôi nói như thế này là nhanh quá không? Bây giờ thì mình nói về cái vật lý trị liệu xong rồi, mình nói về những vấn đề dùng thuốc giảm đau mãn tính thì cũng phải cẩn thận rồi. Cái thứ ba nữa là mình phải hạn chế được những cái điện thoại của mình. Đừng nghe điện thoại quá nhiều, đừng bỏ điện thoại bị sạc tối sạc ở ngay tủ đầu giường, mà phải để xa ra. David Trương không biết là có nghe rõ không ạ? Có nghe nhanh quá không ạ? Nếu mà các bạn cảm thấy là ok như thế này thì các bạn bấm nút like giùm để mình biết ha. Nếu mà nhanh quá thì mình phải nói chậm lại. Không vấn đề gì, rồi ok, vậy thì mình nói tiếp nha. Hạn chế điện thoại là cái việc thứ tư mình cần làm để trị rối loạn tiền đình. Thứ năm đó là phải tập thể dục. Thì mình vừa nói đó, Body Key Mentor là một trong những chương trình rất là rầm rộ ở toàn quốc của chúng ta hiện nay. Các bạn có thể liên hệ với những các bạn ở trên Facebook của mình, thấy cái chữ, các bạn có thể đánh chữ Body Key vô hay là Mentor vô thì các bạn sẽ biết được những cái cộng đồng mentor đang hoạt động rất là nhiều. Chào Vương Việt Dũng, thì Vương Việt Dũng cũng là một trong những người mà có kết hợp đông tây y rất là tuyệt vời ở các bạn ở Hà Nội. Các bạn có thể theo dõi Quý Doãn, Nguyễn Thị Kim Liên thì ở Tân An các bạn ha. Các bạn có thể theo dõi cùng với các bạn này để tập luyện Body Key. Rồi, chúng ta về chế độ ăn thì như thế nào? Chúng ta nên có một cái chế độ ăn là đừng có những cái chất kích thích, những cái gia vị đường, bột ngọt, ảnh hưởng tới não ha. Chúng ta não thì rất là thích đường, nhưng mà dư đường như là đái tháo đường thì không được. Rồi, về dùng thuốc thì có một số thuốc để điều chỉnh tăng cường tuần hoàn não. Người ta hay dùng thuốc tăng cường tuần hoàn não là chủ yếu là để giãn cái mạch máu não ra. Ví dụ như đại diện cho cái nhóm này là Tanacan hay là Ginkgo Siloba, tức là cái chiết xuất của cây bạch quả đó, Ginseng Ginkgo Siloba. Thực ra đó là cái này bây giờ nó nhặt nhằn giữa thuốc tây hay là thực phẩm chức năng, nhưng mà cho dù là thuốc tây hay thực phẩm chức năng thì nó vẫn là một trong những cái rất là quan trọng. Còn để mà điều chỉnh được cho tuần hoàn não của chúng ta, góp phần tăng cường nuôi máu lên não, trong đó là có tiền đình ốc tai luôn. Điều thứ hai đó là cái những cái cây mà tăng cường tuần hoàn não làm cho dễ ngủ như vông nem, thì các bạn cũng có thể lá vông á, nhạt đọt nhãn lồng, rồi một số cái rotunda, một số cái thuốc nam thì mình không có rành lắm, nhưng mà những cái cây mà nghe về an thần dễ ngủ á, thì rất là tốt cho những cái vấn đề này. Tại vì các bạn có phải có một giấc ngủ tốt thì các bạn mới có thời gian để não nó hồi phục sức khỏe cho các bạn được. Cơ thể các bạn cũng có nhiều cái cần phải relax lại. Rồi,
Một số trường hợp thì người ta có thể liên quan tới mạnh tay hơn, đó là phẫu thuật. Thì khi mà đụng tới phẫu thuật thì chủ yếu là để người ta giải quyết những nguyên nhân, ví dụ viêm xoang có hay không, sơ cứng đốt sống cổ có hay không, thoát vị địa đệm của sống cổ có hay không, vân vân. Những vấn đề đó thì đòi hỏi là can thiệp vào phẫu thuật thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng mà rõ ràng các bạn biết là người bình thường mà còn đã bị như vậy, có nghĩa là người mà đã bị bệnh rồi, có nghĩa là có một cái đường, khi người ta mổ với các bạn là người ta đã có một cái đường đi từ ngoài vào trong chỗ đó, thì khả năng bị tái phát lại nó đã, chỗ đó nó là bị suy yếu rồi, và khi mà khả năng tái phát lại thì nó sẽ rất là cao. Do đó các bạn cũng thực sự là bất khả kháng thì chúng ta mới rờ tới cái biện pháp phẫu thuật. Còn lại thì chúng ta sẽ phòng ngừa bằng những phương pháp nữa. Đầu tiên đó là mình thấy nãy giờ mình kể ra một loạt nguyên nhân, thì nếu như mà các bạn thực hiện bốn cái nguyên tắc của sức khỏe tối ưu, đó là gì? Tập thể dục đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ, suy nghĩ lạc quan, không bị stress, rồi dinh dưỡng tốt. Thì bây giờ tôi nói tới khía cạnh dinh dưỡng sâu hơn một tí, bởi vì khi mà tôi nói tới khía cạnh dinh dưỡng đó, thì các bạn có thể tham gia được. Còn tôi nói về thuốc thì chỉ có bác sĩ mới chỉ định cho các bạn thôi, chứ bạn không có thể là tự mình mua thuốc tây để mà dùng một cách tùy tiện được, đúng không ạ? Tại vì lỡ như đang bị cao quá mà mình lại đi mua thuốc dầm thuốc khác để chống mặt mình uống thì thuốc sẽ sống sẽ say thì rất là phiền. Nhưng mà tôi bảo đảm với bạn, khi cái người đầy đủ dinh dưỡng và cân đối dinh dưỡng thì chắc chắn thì những cái vấn đề sức khỏe nó sẽ được giải quyết. Do đó thì cái dinh dưỡng chúng ta thì phải cần có cái dinh dưỡng nền tảng, cái dinh dưỡng cơ bản. Giống như chúng ta muốn xây một cái nhà cao để không bị gió rung thì chúng cần phải có một cái nền móng chắc, thì dinh dưỡng nền tảng là một cái nền móng chắc để cho các bạn không bị chóng mặt, không bị rối loạn tiền đình. Thì đối với là một cái người mà có cái sức khỏe tối ưu thì không phải là họ không bị rối loạn tiền đình, nhưng mà thực sự nếu áp lực quá căng thẳng đi, họ có bị thoáng qua và họ cũng rất là dễ khỏi bệnh, mức độ cũng nhẹ hơn chúng ta, ít ra là không có bị những cái bệnh lặt vặt. Còn ví dụ rất là tiền đình là do virus, là do vi trùng gây viêm xoang nó gây ra, thì cái chuyện đó thì có khi nó đã có trước đó từ rất là lâu rồi, bây giờ nó mới phát hiện bệnh nặng, thì cái dinh dưỡng này nó sẽ trợ lực cho các bạn, giúp tăng cường cái sức đề kháng để khỏi bệnh hơn. Thì gọi dinh dưỡng nền tảng là gì? Đó là một cái bộ ba mà tôi hay dùng, mà tôi hay kể cho các bạn nghe đó. Một đó là protein, một đó là sản phẩm protein thực vật, bởi vì protein động vật ngày nay chúng ta ăn uống rất là dư thừa. Thứ hai đó là cái WX, đây là một cái dinh dưỡng hoàn chỉnh, gần 50 cái vi chất và những cái dưỡng chất thực vật nằm ở trong đó để giúp cho chúng ta điều chỉnh cái cơ thể của chúng ta lại. Thứ ba đó là omega 3. Thì hôm nay tôi muốn nói omega 3 hơn một tí xíu, là bởi vì omega 3 nó liên quan quá nhiều tới cái não của mình đi. Đối với là cái não của mình thì đối với trẻ con mình cũng đã từng nói rồi, omega 3 nó sẽ giúp hình thành nên cái sự vững chắc khỏe khoắn của cái tế bào não, nó giúp hình thành nên những cái nếp não nó sâu sắc hơn và lưu giữ thông tin tốt hơn, mạch máu tới tốt hơn, do đó là làm cho não em bé phát triển một cách thông minh hơn. Cái điều thứ hai đó là đối với cái người lớn thì mình, cái não mình nó đã phát triển như vậy rồi, nhưng mà cái não của mình á, ở bên ngoài vỏ não thì nó có mạch máu nó chen vô theo những cái kẽ này, ở bên trong thì nó có động mạch thân nền từ ở dưới động mạch ở trung tâm rãnh sylvius, tức là giữa não nó sẽ có một cái mạch máu này đó lên, nhưng mà có những cái vùng não ở xen kẽ của hai cái vùng mạch máu này nó sẽ ít thưa thớt mạch máu hơn, và nó nuôi tế bào não bằng một cái cơ chế gọi là cơ chế thẩm thấu, mà mỡ thì tan trong mỡ, nước thì tan trong nước, dầu thì tan trong dầu, đúng không ạ? Não mình chủ yếu là chất omega 3, tức là EPA và DHA, đó là chất dầu. Do đó đó là muốn thẩm thấu được chất dầu thì nó cần phải có chất dầu. Cho nên mình kể lại coi cái gì mà là liên quan tới tan ở trong dầu dễ dàng thì nó sẽ nuôi não mình dễ dàng hơn. Đặc biệt cái thứ nhất tôi phải kể đó là omega 3 ha. Cái người mà đã có chóng mặt rối loạn tiền đình rồi thì cái liều thường là phải tăng gấp đôi so với cái người bình thường. Tôi thì nếu một ngày người ta dùng từ 1 tới 2 viên omega 3 thì tôi dùng một ngày, tôi thích là dùng một ngày từ 4 đến 6 viên, bởi vì omega 3 nó có quá nhiều tác dụng, trong đó là tôi cần phải nuôi một cái não tỉnh táo để tôi còn có thể giúp được nhiều người khác. Cái điều thứ hai đó là omega 3 nó còn là chất chống viêm,
chất chống viêm là sao, nó vô nó dọn dẹp những cái mỡ xấu ở trong lòng mạch máu, nó làm cho mạch máu não chúng ta vốn là đã quý tử như vậy rồi, thì nó dọn dẹp sạch. Cái cách khôn ngoan nhất là bảo trì cái lòng mạch máu của các bạn. Điều thứ ba là omega 3, nó giúp cho những cái tế bào thần kinh nó chắc khỏe, những cái sợi trục thần kinh nó chắc khỏe để nó lưu giữ thần kinh, nó dẫn truyền thần kinh rất là bền chặt như thế này. Và cái chuyện giữ những thần kinh mà nó dẫn truyền bền chặt như thế này nữa thì nó còn liên quan tới một cái chất, đó là chất canxi và magie. Đó làm cho dừa magie nó làm bền vững thần kinh, và canxi nó giúp dẫn truyền cái tế bào từ xung động từ tế bào thần kinh này qua tế bào thần kinh tốt hơn, thì nó không có bị mất, gọi là thất điều, hay là bị mất một cái khoản về dẫn truyền cái luồng thần kinh, làm cho thăng bằng chúng ta để điều chỉnh được nó tốt hơn. Rồi cái dinh dưỡng tiếp theo mà tôi nói với các bạn, ngoài cái protein omega 3 và protein omega 3 và cái WX, thì cái điều thứ tư đó là canxi magie, đúng không ạ? Còn điều thứ năm nữa là gì? Là vitamin E. Vitamin E là cũng là một cái loại vitamin tăng trong dầu, và nó bao trùm lên những cái màng của tế bào thần kinh, nó là cái màng của tế bào thần kinh, nó làm cho chúng ta đỡ bị kích thích, đỡ, nó bảo vệ cái màng tế bào thần kinh, làm cho độc chất nó không vào được, chất dinh dưỡng này nó có thể thấm vào dễ dàng, bởi vì nó là một cái vitamin tăng trong dầu. Một cái chất nữa mà chúng ta cần phải dùng đó là gì ạ? Vitamin nhóm B. B thì nó liên quan từ B1, B2, B3, B6, B5, B8, B9, B10, B12. Thì B12 nó giúp cho yếu tố có tổng máu chúng ta, nhưng mà còn lại là acid folic nè, vitamin BB nè, rồi những cái B2, B3, B6 đó là những cái vitamin giúp cho cái sự dẫn truyền thần kinh chúng ta luôn. Thần kinh chúng ta muốn chắc khỏe là cần phải có nhiều B, giống như là một cái người mà cần có một cái tình cảm tốt thì cũng phải cần có nhiều B. Bởi vì sao? B nó chia phối cái cảm xúc, mà cảm xúc nó liên quan tới thần kinh nhiều hơn. Rồi một cái chất nữa đó là coenzyme Q10. Coenzyme Q10 là một cái, thực ra nó là ubiquinone. Ubiquinone là nó gọi là một cái vitamin cũng được, nó gọi là vitamin tan trong nước ha. Ê, xin lỗi, tôi vitamin tan trong dầu. Nó là một cái vitamin tan trong dầu, và nó giúp cho năng lượng cho những cái tế bào thần kinh, tăng cường cái sức chống đỡ lại với những yếu tố stress, yếu tố căng thẳng, hay là những cái biến cố về thần kinh của các bạn. Kết hợp với những cái loại thuốc mà điều trị triệu chứng, thì đây là những biện pháp dinh dưỡng lâu dài và có thể hồi phục và dứt điểm, trị dứt điểm và vĩnh viễn những cái vấn đề về thuộc về rối loạn tiền đình cho các bạn. Ngoài ra thì các bạn cũng dần cần dùng thêm một cái vitamin tan trong nước. Tôi đố các bạn đó là vitamin gì ạ? Vitamin nào mà tan trong nước mà nó lại có liên quan tới não, liên quan tới tiền đình tai, liên quan tới thần kinh của các bạn? Đó là vitamin C. Vitamin C thì nó liên quan tới thần kinh của chúng ta, bởi vì là C nó giúp bền cái thành mạch máu của chúng ta, giúp cho dẫn truyền máu tốt, thần kinh tốt. Nơi nào mà cái mạch máu tới thì nơi đó thần kinh nó sẽ được nuôi dưỡng. Thần kinh nó được nuôi dưỡng thì nó sẽ hoạt động. Thần kinh nó hoạt động thì nó sẽ điều khiển cho vấn đề tuần hoàn nó tốt hơn. Tóm lại, về rối loạn tiền đình thì đây là một cái triệu chứng có thể gặp được ở mọi lứa tuổi. Và tiền đình nó có thể chuyển cái xung động từ ốc tai. Tiền đình nó có thể chuyển xung động của thân bằng cái tư thế, thân bằng cái trạng thái dáng bộ của chúng ta, chuyển tới dây thần kinh số 8. Do đó là các bạn liên quan tới não, liên quan tới ốc tai tiền đình, liên quan tới dây thần kinh sọ số 8, thì mình cũng phải dùng khá là nhiều những cái dinh dưỡng khác nhau ngoài cái dinh dưỡng nền tảng các bạn ha. Cái triệu chứng rối loạn tiền đình hay còn gọi là vestibular trouble hay là vestibular disorder, đó là những cái rối loạn tiền đình, thì đây là một cái vấn đề thường xảy ra trong xã hội, đặc biệt là xã hội càng ngày càng tân tiến thì cái vấn đề này nó càng sẽ càng ngày càng tăng lên. Hôm nay mình dùng cái thời gian ít ỏi như thế này để chia sẻ với các bạn, không biết là các bạn có những cái câu hỏi nào cần phải trao đổi hay là cần phải hỏi thêm với bác sĩ, thì mình sẽ có khoảng vài phút ở cuối chương trình để mình theo dõi các bạn ha. Và trong cái thời gian mà đợi các bạn coi có câu hỏi nào hay không, thì mình cũng lưu ý với các bạn, đây là một cái trang thiện nguyện hoàn toàn,
một trang nhằm mục đích là cống hiến cho cộng đồng, không nhằm mục đích vụ lợi cá nhân hay là quảng cáo thương hiệu, bất kỳ một thương hiệu nào. Mà bởi vì bác sĩ chúng tôi á, là những người mà rất là khổ, khổ cái là chúng tôi nói dối không có được. Thành ra những cái gì mà tôi tìm hiểu, tôi biết thì tôi nói. Có dính dáng tới thương hiệu nào thì coi như đó là một cái cách. Chắc là mà bố mình cũng phải đề nghị những cái thương hiệu đó cũng phải tính chi phí quà thưởng cho những người tham gia chương trình, chắc có thể như vậy lắm chứ, đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại đó thì hoàn toàn không có liên quan gì tới thu nhập, hay là liên quan gì tới thuế má, hay là liên quan gì tới một vấn đề vụ lợi cá nhân gì ở đây. Các bạn có thể yêu cầu những cái chủ đề tiếp theo để chúng tôi có thể hân hạnh phục vụ thêm cho các bạn. Mẹ em, câu hỏi của Nguyễn Thị Kim Liên. Mẹ em nhờ dùng dinh dưỡng mà mẹ em đã hết bệnh thần kinh tiền đình, rối loạn tiền đình ốc tai ha, chứ không phải là thần kinh tiền đình. Một lát là thành là rối loạn thần kinh luôn, hay là rối loạn cái gì ạ, triều đình, giống như anh nói ở đầu chương trình. Cảm ơn em. Em là cho thêm một cái yếu tố, bởi vì dinh dưỡng hiện nay đó thì người ta không biết rằng có một biện pháp điều trị hết bệnh bằng dinh dưỡng. Người ta cứ nghĩ là dùng thuốc thì mới điều trị bệnh, mà không, người ta không biết. Ở phòng mạch tôi cũng vậy, có rất là nhiều người bệnh nhân cứ tới là nói là truyền nước biển, hỏi bác sĩ ơi truyền nước biển gì, truyền nước biển vàng, nhưng mà không biết nước biển vàng dạng uống là có rồi. Mình thấy đời nhiều khi cũng có nhiều cái bất cập lắm, mà biết sao giờ. Đầu tiên là mình cứ dẫn, cứ phải phục vụ, thích truyền thì tôi truyền, nhưng mà lúc nào mình cũng tuyên truyền cho người ta những cái biện pháp an toàn hơn, lâu dài hơn, bền vững hơn và hữu hiệu hơn. Đúng không ạ? Tại vì người ta nói là không lạm dụng về vấn đề sử dụng thuốc, và đặc biệt là không lạm dụng về tiêm truyền. Do đó là chúng ta cũng nên nhớ là xã hội càng ngày càng tiên tiến, thì ở nước ngoài có những cái bệnh viện chuyên họ điều trị bằng dinh dưỡng không thôi, bởi vì bệnh bây giờ là bệnh rối loạn về dinh dưỡng là chủ yếu, chứ không phải là bệnh nhiễm trùng. Cảm ơn Liên, em cho câu hỏi rất là hay. Rồi, Tiết Trần có một câu, đó là em biết tắt không biết chữ gì, viêm tai mạn, trong khi đang bệnh sẽ dùng được mấy viên thưa bác sĩ? Ý vitamin B trong khi này xoáy não của em luôn, chứ không phải là rối loạn tiền đình. Mình có thể đánh chữ B được rồi, còn không có vitamin thì vitamin em viết VTM tưởng là viêm tai mạn. B khi B complex khi mà dùng, khi đang bệnh thì mình có thể dùng bao nhiêu ạ? Bình thường mình đã dùng tới 3 viên rồi, thì bệnh mình phải dùng 6 viên, 9 viên. Nhưng mà các bạn nên nhớ quan sát cái nước tiểu, khi nào là uống B đủ. Khi mà các bạn uống xong rồi các bạn thấy nước tiểu bạn vàng tươi á, có nghĩa là nó đã dẫn truyền trong cơ thể các bạn đủ đó. Còn các bạn cố tình tăng lên 12 viên được không? Được, nhưng mà nó mất tiền cho các bạn thôi. Nước tiểu các bạn có rất là nhiều tiền so với nước tiểu người khác thôi. Rồi, Nguyễn Thị Kim Liên, em có nhiều câu hỏi. Say xe có phải là rối loạn tiền đình không anh? Say xe là một dạng ban đầu của cái rối loạn tiền đình, nhưng mà nó liên quan tới vấn đề thiếu vi chất dinh dưỡng rất là nhiều. Những người mà say xe khi đủ dinh dưỡng nền tảng lên, họ tự nhiên say xe, say sóng, say máy bay, tự nhiên biến mất. Nhưng mà trước mắt thì thời gian đó điều chỉnh là bao lâu? 6 tháng bổ sung dinh dưỡng. Do đó là ít nhất là 6 tháng mình phải dùng như vậy, dinh dưỡng nền tảng. Rồi nếu mà mình có nhiều điều kiện kinh tế hơn thì mình có thể dùng hết những cái viên đó giờ anh kể. Rồi, còn ai nữa không ạ? Rối loạn tiền đình dùng cơ bản các loại dinh dưỡng nào thì mình vừa kể ha. Thứ nhất, bây giờ cũng lại nè, một là bộ trio bao gồm là WX, omega 3 và protein. Rồi sau đó là dùng coenzyme Q10, dùng C, dùng B, dùng canxi magie. Tại sao mà ở trong WX có tất cả những loại đó rồi, trừ coenzyme Q10 nhé, mà tôi lại nói với là mọi người rằng mình phải dùng thêm những loại đó? Là bởi vì ở trong cái WX á, nó có, nhưng mà nó có ở một cái hàm lượng tối ưu cho một người khỏe, chứ không phải là tối ưu cho một người bệnh. Do đó thì các bạn phải bổ sung thêm, đặc biệt những cái chất chuyên khoa. Nên mình có thể gọi là bộ trio, hay là bộ dinh dưỡng nền tảng, hay là bộ folder trination. Thì gọi là
là bác sĩ đa khoa. À thì tùy theo từng cái vấn đề của mình phải bỏ thêm những cái thứ khác vô, gọi là chuyên khoa một, vì là thần kinh, chuyên khoa một và chóng mặt. À rồi, bị say xe có phải là rối loạn tiền đình không? Vừa mới trả lời xong ha. Chào bác sĩ Trần. Loan Dương, anh à, cảm ơn em mời anh Tấn vào coi. Xin lỗi, nhiều khi mình nhanh miệng mình cứ coi mình xưng em hết nha, cho nó thân thương, chứ thật sự mình cũng không biết tên tuổi của từng người. Trong nhiều loại dinh dưỡng, thứ tự ưu tiên sử dụng hỗ trợ điều trị rối loạn tiền đình như thế nào? À, điều trị rối loạn tiền đình như thế nào? Câu này hỏi hay đây. Bây giờ điều kiện kinh tế tôi không có thì tôi phải làm sao đây, đúng không ạ? Dinh dưỡng các bạn vẫn bắt đầu bằng dinh dưỡng nền tảng, bạn xây cái nền đi, rồi bạn có tiền nữa thì bạn dùng thêm từng món. Và nên nhớ, điều trị bằng dinh dưỡng là điều một cái chăm sóc sức khỏe chủ động, một cái điều trị bằng phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động. À, đây là một cái loại hình điều trị mới ở trong bệnh viện, có khoa dinh dưỡng và điều trị bằng dinh dưỡng nha các bạn. Tôi đang đứng ở góc độ bác sĩ, do đó là tôi nói về góc độ bác sĩ của tôi, đó là điều trị bằng dinh dưỡng. Còn nếu mà các bạn có điều kiện kinh tế nhiều hơn thì mình dùng hết, giống như cái loại hồi nãy tôi đã kể. Rồi, bác sĩ đang ở đâu vậy? Rất vui khi gặp bác sĩ. Cảm ơn chị Anh. Chị Anh đang ở Bình Phước đúng không? Trưa ngày mai em có mặt ở Sài Gòn. Trưa mai em có mặt ở Sài Gòn và tối ngày mai thì em có mặt ở Hà Nội cho đến ngày Chủ nhật. Khuya Chủ nhật sẽ quay ngược thi dùng dinh dưỡng gì anh ơi? Giãn tĩnh mạch thượng hoàng hay là giãn thần kinh? Cái này nó không có nằm trong cái bài này. Tôi đang nói chuyện ở trên cái đầu bạn lôi xuống tới cái ngay cái hông rồi. Tinh hoàng các bạn thì có thể inbox ha. Anh Chiến có thể inbox riêng rồi anh trả. Thế anh hỏi em ngày thường sao mình cũng ăn cơm? Cơm là cái gì? Cơm là dinh dưỡng đúng không ạ? Vậy thì bất kể ai, cho dù ở trong bụng mẹ hay là ở ngoài bụng mẹ, là đã có cần dinh dưỡng rồi. Em bé hồi nó không biết nói gì hết trơn, nó khóc oa 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 lên là mẹ nó biết đói để cho nó bú rồi. Do đó đó là người nào cũng phải cần cái dinh dưỡng hết. Nhưng mà hỏi là cần bổ sung dinh dưỡng hay không thì đây là một chuyện. Đây có rất là nhiều người nói là ông cha của tôi là không có cần dinh dưỡng cũng có thể sống tới tới 60 70 tuổi. Các bạn xin thưa với các bạn, bây giờ tuổi của người ta mà 60 70 tuổi là người ta nói chết yểu á các bạn. Người ta phải sống tới 100, tôi tính sống tới 150 tuổi kìa các bạn ơi. Các bạn đừng có để tôi sống một mình nha. Thành ra đó là khi dinh dưỡng đầy đủ, cuộc sống chúng ta sẽ chất lượng hơn, kéo dài hơn. Bởi vì có nhiều người sống sống thọ nhưng mà không khỏe, sống lâu mà không khỏe. Làm sao chúng ta phải vừa sống lâu mà vừa sống khỏe nữa, thì cần phải bổ sung dinh dưỡng. Bởi vì cuộc sống hàng ngày chúng ta ăn một ngày 3 bữa thì chắc chắn nó sẽ không có cân đối, và có rất là nhiều lý do để xen kẽ vào mà làm cho chúng ta không cân đối về dinh dưỡng. Bất kỳ ai, chỉ trừ có người không có điều kiện, nghèo quá thì phải ráng chịu. Còn ai mà có điều kiện từ 10.000 trở lên là có cần phải lên kế hoạch về bổ sung dinh dưỡng giảng viên hàng ngày. Rồi, stress thì nó khó ngủ, nó liên quan tới stress nhiều hơn. Thì mình ngoài dùng những cái thuốc nam, ví dụ là lạc tiên, vong nem, rồi những cái cao bạch quả, ví dụ như là psilocybin mà tăng cường tuần hoàn não á, nó cũng có thể làm em khó ngủ trong giai đoạn đầu nha nha chị Loan nha. Long Dương thực ra là không phải một kêu bằng chị rồi. Thì cái khó ngủ á, mình có thể dùng B nhiều, canxi magie. Canxi magie mình á, thì dùng không cần phải dùng trước nửa tiếng giống như những cái canxi ở bên ngoài, bởi vì canxi bên ngoài nó kết tủa nhanh. Do đó là mình dùng phải đi tới đi lui nửa tiếng, 1 tiếng rồi mình mới đi ngủ. Còn canxi magie thì mình nằm vô 15, uống xong 15 phút sau mình ngủ đã có thể đưa mình vào trong giấc ngủ rồi. Và khó ngủ thì nó còn có liên quan tới rất là nhiều pha, có 5 pha liên quan tới giấc ngủ lực. Ru ngủ nè, rồi giấc ngủ đông nè, giấc ngủ sâu nè, rồi ngủ chiêm bao nè, rồi bắt đầu hồi tỉnh nè. Thì mình về rối loạn giấc ngủ mình đã có một cái chuyên đề về rối loạn giấc ngủ trước đây ha chị Loan ha. Là chị Loan có thể là đi vào những cái chuyên đề trước đây mình xem lại, sẽ rất là chuyên sâu về cái bài này, tôi nói cũng rất là máu lửa đấy. Không phục
anh Hùng quá nè, mong được gặp anh Hùng tại Vũng Tàu. Em cứ chuẩn bị sẵn hải sản đi, anh sẽ xuất hiện ngay. À, Chichilo nhớ nha, nhớ hứa với tôi rồi nha, tôi gặp Vũng Tàu là phải cà phê nhé, ít nhất là cà phê, thứ hai nữa là một độ hải sản. À, hay quá bác sĩ ơi, nhiệt tình. À, nãy giờ anh mới thấy nhiệt tình. À, cảm ơn em gái Bình Dương. À, bao lâu còn đòi hỏi rất là nhiều biện pháp phối hợp và em phải tìm nguyên nhân để em là gì. Thành ra đó là cái thông thường đối với lại cái biện pháp dinh dưỡng á, mình sẽ thấy kết quả sau khoảng một tháng trở lên là mình sẽ thấy kết quả nó rất là ngạc nhiên, rất là rõ ràng. À, nhưng mà cần khi mà mình dùng một tháng mà mình không thấy được cái kết quả sự mong đợi của mình thì mình cần phải tiếp tục tìm có còn cái nguyên nhân nào khác nữa không em nhé. À, mẹ em hay bị chảy máu cam thì dùng gì anh ơi? À, em tăng cường dùng C lên em. À, dùng vitamin C và canxi là những cái chất tham gia vào quá trình đông máu. À, ok rồi, mình đã giải quyết xong một số câu hỏi và thời lượng chương trình cũng đã khá dài. Bây giờ thì xin khép lại và chúc các bạn một buổi tối rất là tuyệt vời.